Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với bản tin gặp nhau cuối ngày. Và hôm nay là ngày 4 tháng 11. Cùng mình xem là hôm nay có những tin tức gì hot nhé. Cuộc gặp gỡ oan trái không mong đợi giữa Mizu và Thúy Vi đã làm dậy sóng cư dân mạng những ngày vừa qua. Tưởng là chẳng có chuyện gì, ấy vậy mà hai cô nàng lại đăng đàn status qua lại. Và hóa ra là chuyện chẳng đơn giản chúng ta tưởng. Ngay sau khi những hình ảnh được đăng tải thì Thúy Vi đã có hẳn một bài trả lời phỏng vấn để trả lời về sự việc. Vào tối ngày 3 tháng 11, Mizu cũng đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân và cô cho rằng Thúy Vi đã cố tình chờ mình tại quán cà phê và cố tình ngồi vào bàn đối diện mình. Cô kết luận, ai cũng có quyền thích được nổi tiếng, nhưng nổi tiếng bằng chiêu trò và bất chấp sĩ diện thì thật không chấp nhận được. Bão số 12 đổ bộ vào bờ gây gió giật mạnh kèm theo mưa lớn tại các tỉnh Nam Trung Bộ đã gây ra thiệt hại nặng nề. Theo thống kê sơ bộ, hiện tại tỉnh Khánh Hòa đã có 7 người chết do bão số 12 gây ra, trong đó riêng huyện Vạn Ninh đã có 3 người chết, 5 người bị thương, 80% ngôi nhà trên địa bàn bị tốc mái. Tại Bình Định, theo thống kê nhanh, hiện đã có 2 người chết, 5 người mất tích, 3 tàu hàng bị chìm, nhiều cây cối bị ngã đổ gây tắc đường. Trong đó, tại thành phố Quy Nhơn, có 1 người chết và 4 người mất tích do bị lật thuyền khi đang đi kiểm tra lồng bè nuôi trồng thủy sản. Huyện Tuy Phước có 1 người chết. Tại Quy Nhơn, mặc dù chỉ ảnh hưởng của bão số 12 nhưng sức gió quá mạnh đã làm ngã đổ hàng ngàn cây xanh tại đây. Sau khi đi vào đất liền phía Nam Tây Nguyên, bão số 12 cũng đã suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Cũng do ảnh hưởng của cơn bão số 12 đã buộc ban tổ chức của V-League phải rời trận đấu giữa Quảng Nam và Than Quảng Ninh sang 17 giờ ngày 5 tháng 11. Và bán kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cũng có khả năng bị hoãn do cơn bão, do có chỉ đạo từ Sở Văn hóa và Thể thao trong công điện khẩn của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Nếu các bạn có theo dõi trên fanpage của S-Channel thì có lẽ cũng đã thấy là Julia Hải Yến và Hạnh Chi đang ở Nha Trang và họ có livestream cập nhật tình hình liên tục trong tâm bão. Và đối với nhiều người dân tại Nha Trang, đây là lần đầu tiên họ phải trải qua một cơn bão kinh khủng đến thế. Và hy vọng các công tác khắc phục nhanh hậu quả sau bão sẽ kịp thời để giảm thiểu thiệt hại cho người dân. Đỗ Trần Khánh Ngân đã xuất sắc vượt qua 61 đối thủ để đăng quang Miss Global Hoa hậu Hoàn cầu 2017. Đêm chung kết Hoa hậu Hoàn cầu 2017 vừa diễn ra tại thủ đô Tirana, Albania, rạng sáng ngày 4 tháng 11 theo giờ Việt Nam. Đại diện Việt Nam Đỗ Trần Khánh Ngân đã cùng tranh tài với 61 người đẹp khác đến từ khắp nơi trên toàn thế giới. Với sự nỗ lực, cố gắng và tự tin, Khánh Ngân đã xuất sắc đăng quang Hoa hậu. Các vị trí Á hậu lần lượt thuộc về các đại diện đến từ Philippines, Siberia và Albania. Cuộc thi Hoa hậu Hoàn cầu được các chuyên gia nhan sắc quốc tế đánh giá là một trong 8 cuộc thi sắc đẹp lớn trên toàn thế giới. Đây là lần thứ 3 Việt Nam có đại diện tham gia. Được biết, mọi công đoạn từ chuẩn bị trang phục đến make-up cũng do Khánh Ngân một thân một mình thực hiện và không có ekip hỗ trợ. Bằng sự cố gắng của mình, Khánh Ngân đã đăng quang Hoa hậu Hoàn cầu 2017. Vừa rồi là tất cả những tin tức nóng hổi trong ngày hôm nay, ngày 4 tháng 11. Hẹn gặp lại và chúc các bạn ngủ ngon!